Đố vui đuổi hình bắt chữ đoán tên các quốc gia. Xin chào, bạn có biết trên thế giới hiện nay có bao nhiêu quốc gia và tên của những quốc gia đó là gì không? Mời bạn khám phá 20 câu đố vui đuổi hình bắt chữ đoán tên các quốc gia trong video này nhé. Câu 1. Hàng xóm láng giềng ồn ào nhất với Việt Nam ta là ai đây? Trung Quốc được biết đến với quốc gia với 9 cái nhất, bề dày lịch sử bậc nhất, đệ nhất bậc thầy chữ viết đông dân nhất, vân vân và mây mây. À, bạn biết món thịt kho tàu không? Từ đây đấy. Câu 2. Đất nước của các idol trai xinh gái đẹp anh em ơi. Hàn Quốc có nền nhạc K-pop đính đám và biệt danh là xứ sở kim chi vì món này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, xếp vào top 5 món ăn tốt cho sức khỏe. Câu 3. Quốc gia này có dân số đông xếp thứ nhì thế giới và đang bị dịch Covid hoành hành ở mức báo động đỏ. Là Ấn Độ, cái nôi phát triển của nhiều nền tôn giáo, ở đất nước này điều gì cũng có thể xảy ra, hay nói như một nhà văn, thiên đường và địa ngục đôi khi ở một khoảng cách rất gần. Bạn nghĩ sao? Câu 4. Một quốc gia có mệnh danh là siêu cường quốc thế giới. Đố bạn đoán được. Hoa Kỳ, hay tên chính thức là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, gồm 50 tiểu bang, thủ đô chính là Washington DC, nhưng thành phố lớn nhất lại là New York đấy các bạn. Câu 5. Một quốc gia được biết đến với tên gọi vùng đất của các kim tự tháp. Ai mà đoán sai được chứ? Là Ai Cập, quốc gia có lịch sử lâu đời bậc nhất trên thế giới và nơi đây được mệnh danh là cái nôi của văn minh nhân loại với những kim tự tháp huyền bí nằm bên cạnh sông Nin. Câu 6. Đố bạn biết xứ sở chùa vàng là đất nước nào? Thái Lan là cái chắc rồi. Đất nước này có những cái tên gọi khác như đất nước của những nụ cười, đất nước của ẩm thực phong phú. Bạn nào đi du lịch ở đây rồi, review cho mình biết với. Câu 7. Đố bạn bắt được chữ tên của đất nước này. Lào, được mệnh danh là đất nước vạn tượng hay là đất nước triệu voi vì đây từng là nơi sinh sống của rất nhiều voi. Ngoài ra, bạn biết gì về đất nước này thì comment chia sẻ với mình nhé. Câu 8. Người Việt Nam đi du học và làm việc tại đất nước này rất đông. Đất nước này tên gì? Nhật Bản được biết đến như xứ sở hoa anh đào, đất nước mặt trời mọc với hình ảnh núi Phú Sĩ nhìn từ thủ đô Tokyo rất tuyệt vời. Câu 9. Bạn có biết quốc gia nào được mệnh danh là quốc gia đáng sống nhất thế giới không? Thụy Sĩ, có rất nhiều lý do để đất nước này đạt danh hiệu đó, nhưng tôi nghĩ bạn chỉ cần biết rằng ở đây có phô mai, sô-cô-la ngon nhất thế giới, với phong cảnh tráng lệ như này là muốn ở ngay và luôn rồi. Câu 10. Tôi đảm bảo đáp án tên quốc gia này khiến bạn bất ngờ ngã ngửa. Đáp án là Việt Nam ta, xứ sở của sen hồng, tà áo dài và tinh thần đấu tranh bất khuất dân tộc. Câu 11. Đố bạn đoán tên được đất nước xinh đẹp này. Đất nước Cuba, đất nước nằm giữa vùng biển Caribe với những bãi biển xanh tuyệt đẹp, nụ cười con người dễ mến là điều cuốn hút bạn khi đến với đất nước Cuba. Câu 12. Một quốc gia bí ẩn gây tò mò với thế giới nhất hiện nay tên là gì?
Triều Tiên. Tên đầy đủ là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nằm ở Bắc bán đảo Triều Tiên và phía Nam chính là Hàn Quốc hiện nay. Câu 13. Nếu đam mê sân cỏ và trái bóng tròn, bạn không thể không biết quốc gia này. Là Bồ Đào Nha, là quốc gia có lịch sử lâu đời nhất ở châu Âu, có cây cầu dài nhất châu Âu. Và quan trọng, đây là quê hương của siêu sao bóng đá thế giới, Cristiano Ronaldo. Câu 14. Quốc gia này có rất nhiều thú vị, bạn biết tên là gì không? Quốc gia Pháp, xứ sở của những chai rượu vang nồng nàn quyến rũ, tòa tháp Eiffel giữa thủ đô Paris, kinh đô ánh sáng thế giới, đặc biệt là sự lãng mạn của những nụ hôn kiểu Pháp. Câu 15. Ngoài bóng đá, đất nước này còn được gọi là đất nước không bao giờ lặn. Tây Ban Nha là đất nước nổi tiếng với lễ hội đấu bò tót Tot Tim, vũ điệu flamenco bốc lửa và đặc biệt là quê hương của cây đàn guitar. Comment biết hoặc không biết nếu bạn thấy điều này thú vị. Câu 16. Một đất nước Đông Nam Á, bạn có biết tên là gì đây không? Campuchia, đất nước chùa tháp với quần thể Angkor, có các đền đài, các ngôi chùa hùng vĩ và kỳ bí hút khách du lịch. Câu 17. Đất nước đảo ngọc nổi tiếng ở Đông Nam Á và thế giới này tên là gì? Philippines, bạn sẽ phải siêu lòng với quốc đảo tình yêu này vì những điều xinh đẹp và lãng mạn ngay cả khi chưa đến đây bao giờ. Bên cạnh cảnh đẹp là nền văn hóa đầy màu sắc. Câu 18. Một trong 10 đất nước đáng đến nhất trên thế giới. Nam Phi, cảnh đẹp tuyệt vời từ núi Bàn và mũi Hảo Vọng. Ngoài ra, đất nước này có mỏ kim cương lớn nhất thế giới với những viên kim cương cực kỳ lộng lẫy và quý giá. Câu 19. Quốc đảo lớn nhất thế giới tại Đông Nam Á là ai đây? Indonesia có 14.752 hòn đảo, dài hơn 1.000 dặm từ Bắc tới Nam, hơn 3.100 dặm từ Đông sang Tây, dài hơn khoảng cách từ London, thủ đô của Anh, đến Tehran, thủ đô của Iran nữa. Cò bay gãy cánh chứ mỏi đã là gì? Câu 20. Những câu chuyện thần thoại của đất nước này vang danh thế giới. Đất nước này tên gì? Gọi ngay tên Hy Lạp chứ ai? Làm sao mà bỏ qua được Santorini với màu sơn trắng nổi bật trên nền trời xanh? Những bãi biển hoang sơ với làn nước trong vắt trở thành 20 điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới. Đấy, nãy giờ đi vòng quanh thế giới với mình bạn thấy thế nào? Tuyệt vời chứ người anh em? Vậy thì chần chừ gì nữa, thả ngay một like cho chuyến đi này, comment những cái tên đất nước ấn tượng với bạn và san sẻ cho bạn bè của mình nữa. Nếu còn những đất nước xinh đẹp nào mà mình chưa kể đến thì bạn cũng đừng lo. Bạn sẽ nhận được phần 2 sớm thôi bằng cách theo dõi nhanh trí và ấn chuông thông báo bên cạnh nhé. Tạm biệt mọi người!